Xin sư giảng cho con được hiểu về Đức Phật. Tại sao Ngài không phải là một đức ban phước giáng họa? Với tất cả giới hạnh và tu tập lẫn thần thông của Ngài, Ngài không búng tay đưa tất cả chúng sanh đều thoát khổ, đi đến thẳng Niết Bàn, diệt luôn tất cả khổ cảnh, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mà phải tế độ tùy người theo ba la mật của họ. Con xin cảm ơn sư. Nó có cái câu chuyện cười như thế này nè, là có một con giàu à, có một hai người bạn là tu sĩ, rồi sau một vị thì chăm tu, một vị ham chơi. Thì cái vị chăm tu á, mà chưa giải thoát thì sanh về cõi trời, vị ham chơi thì sau khi chết thì sanh về làm con dồi. Thì cái vị vị trời á, thấy bạn mình sanh làm con dồi thì có lòng thương tưởng, cho nên là muốn rước cái người bạn mình đi lên. Thì lúc đó đó mới hiện thân, rồi đem cái con dồi đó đem lên cõi trời để xem đó. Đó, bạn thấy không, cõi trời nó sung sướng biết là bao nhiêu. Bây giờ thôi, bây giờ bạn về cõi trời ở nha, đừng có ở dưới hầm phân nữa, nó không có tốt. Thì cái con dồi á, lúc bây giờ á, nó thấy rồi thì nó cũng nó trả lời bạn nói cũng có lý, thì đi lên cõi trời cũng được, chỉ có điều là ở cõi trời có hầm phân không. Tức là ở trong đầu con dồi á, là lên cõi trời cũng được, mà ở trên cõi trời nó phải có phân nó mới chịu, còn ở trời không có phân nó không chịu. Tại vì trong cái đầu con dồi nó chỉ như vậy thôi. Thì vị trời thương quá, mà bây giờ thôi không lên thì cứ bắt nó lên thôi. Mà cứ vậy đó, bắt nó lên là nó dùng nó dãy, nó tuột ra khỏi tay, nó rơi xuống là hầm phân. Cứ mỗi lần mà vớt nó lên là nó lại vùng vẫy, nó chui xuống lại hầm phân cho bằng được, chứ nó không có chịu lên trên. Tại vì trong đầu nó là cái hầm phân là tất cả thế giới đối với nó. Chúng sanh y chang như vậy. Bây giờ kêu tu thoát khổ, giải thoát Niết Bàn, người ta sẽ hỏi là ở trên đó có còn hưởng dục được hay không, có còn chơi bời. Thậm chí bây giờ nói ở bây giờ lên trên đó có internet không, có smartphone không, có game online không, có TikTok không, chứ giờ lên trên không có mấy cái đó vui gì. Thí dụ như bây giờ nói lên cõi trời đi, đừng nói giải thoát Niết Bàn nghe, giờ nói lên cõi trời đi, họ sẽ hỏi ủa giờ lên cõi trời có TikTok không, ủa lên cõi trời giờ có smartphone không, có internet không. Lên trên không có mấy thứ đó thôi, tôi chắc tôi khỏi lên. Cái vấn đề chúng sanh là như vậy, do dục nó làm cho chúng sanh mê mờ và không thấy được vấn đề của mình. Thành ra đó, Đức Phật thấy rõ điều đó, và Ngài chỉ cái con đường duy nhất mà tự chúng sanh thoát khỏi là con đường ly dục, chứ không ai làm cho mình ly dục được hết trơn. Bây giờ mà có đưa mình đi tới chỗ nào đó nó thanh tịnh vô nhiễm là mình cũng nóng nảy, tại vì không có dục mình chịu nổi. Chính vì lẽ đó là con đường giải thoát là phải tự mình đi. Hơn nữa, ân đức pháp bảo là pháp tự mình đến để mà thấy, chứ không có ai tu giùm mình được hết. Và nhớ giùm cho, Phật lực là vô lượng, Phật trí là vô biên, nhưng không thể tế độ người vô duyên. Tức là mình không có duyên với Phật, mình không có ý hướng đến sự giác ngộ, thì mình không có lòng giác ngộ, không có lòng cầu giải thoát, thì nói thiệt là chư Phật Ngài cũng không giúp mình. Giống như con dồi vậy, vì trời có thương bắt nó lên, nó cũng dùng vậy nó xuống cho bằng được, chứ nó không có chịu lên trời. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì thêm không? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị.
Ở đây thì hỏi là tại sao Ngài không phải là một đức ban phước giáng họa thôi vậy? Có nghĩa là một cái đấng toàn năng, một cái người mà có thể ban phước giáng họa được đó, cho chúng sanh đó, thì chúng ta tạm gọi là một cái đấng toàn năng thôi vậy. Đấng toàn năng nghĩa là tạo ra mọi thứ, không? Tạo ra mọi thứ thì mới ban phước giáng họa được thôi vậy. Và năm na có nhiều người gọi là thượng đế, thưa quý vị. Thượng đế là cái người mà gọi là đấng toàn năng á, ban phước giáng họa tạo ra mọi thứ trong vũ trụ này, cái đó mới gọi cái đó gọi mới gọi đó, đó cái người đó gọi cái đấng toàn năng đó thì mới gọi là ban phước giáng họa. Còn ở đây một vị Phật toàn giác, cái nghĩa là này là toàn giác, là ngài biết hết, thưa quý vị, ngài thấu triệt mọi vạn vật trong vũ trụ. Ừ, ngài biết rõ hết, chứ không phải là, chính vì ngài biết chứ không phải là ngài là đấng toàn năng, đó sự khác biệt. Nhưng mà có một điều như vậy quý vị phải phải ghi rõ nè. Đức Phật lịch sử, ngài là bậc toàn giác. Ừ, ngài có trong lịch sử. Nhưng mà nếu mà quý vị hỏi là bây giờ quý vị gọi trong đây câu hỏi, để quý vị hỏi, cần một cái đấng toàn năng để như quý vị nói nè, là đưa chúng sanh đến niết bàn rồi diệt luôn cảnh khổ đó, rồi tới độ hết. Vậy thì giả sư có một đấng toàn năng như vậy, một đấng năng mà nó vô hình đó, nó vô hình như vậy, nó không có lịch sử, nó không có một cái lịch sử nguồn gốc rõ ràng. Vậy giờ câu hỏi đặt ra, bây giờ ai ai là người tạo đấng toàn năng? Đấng toàn năng đó có cha có mẹ không? Đó. Cái câu hỏi quý vị phải tự mình trả lời câu hỏi này nha. Đó. Như Đức Phật lịch sử, không? Bồ Tát toàn giác lịch sử, có cha có mẹ đâu đó đàng hoàng, và chiến bằng một lần nữa, ngài là toàn giác, ngài biết hết, ngài thấu triệt những cái vấn đề trong tam giới, vấn đề trong vũ trụ. Chính vì ngài biết thôi, chứ không phải ngài 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 ban phước giáng họa cho quý vị, chỉ nằm với cái độ biết thôi. Còn quý vị mà nói là cần quý vị cần một đấng toàn năng, thì quý vị phải tìm hiểu cái đấng toàn năng đó là của ai, có cha có mẹ không, ai tạo đấng toàn năng đó. Để mà có thể quyền sinh sát như vậy, quý vị phải tự suy nghĩ, mình tự mình cho mình trả lời con cái câu hỏi này. Tôi cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này. Câu trả lời của Đại Đức Tuệ Tường có nhắc đến một khía cạnh rất quan trọng, là nếu như chúng ta xem Đức Phật là một đấng có khả năng ban phước giáng họa, hoặc là một đấng toàn năng có khả năng ban phước giáng họa, là chúng ta rơi vào tà kiến, cụ thể ở đây là thường kiến. Mà đạo Phật là đi ngược lại với tà kiến, cho nên á, là mình phải buông bỏ suy nghĩ này. Bởi vì nó đi ngược lại với lý nhân quả nha, đi ngược với cái định luật nhân quả. Và Đức Thế Tôn ngài cũng không can thiệp nhân quả, ngài chỉ cho chúng ta cách để chấm dứt nhân quả, chứ ngài không can thiệp nhân quả. Nhớ dùm sư, đây rất quan trọng. Và sư qua câu hỏi.